Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ làm món cò hấp bia. Thì ở đây là mình đã có 3 cò rồi, mình vừa mua về xong. Bây giờ mình sẽ làm món cò hấp bia cho các bạn xem nhá. Đây các bạn ạ, thì mình đã sơ chế vận nung xong 3 con cò này rồi. Bây giờ mình sẽ mang 3 con cò này đi thui rơm nhá các bạn nhá. Thì nếu các bạn nhớ các bạn mà có rơm nếp như nhà mình thì thui cò thì càng thơm các bạn. Nếu mà không có thì thui bằng rơm thường thôi cũng được. Mình sẽ đặt vào đây và phủ một lớp rơm lên, xong rồi đốt cho cò nó được căng thịt ra để tía mổ cho dễ các bạn ạ. À, khi mình ăn thì nó đỡ tanh mà hôi. Mình cứ thui nhài cho đến khi nào mà con cò nó được vàng thì thôi. Đây các bạn, như này là con cò của mình đã vàng rồi. Bây giờ mình chỉ cần ra là mổ sạch sẽ thôi. Các bạn thấy thịt của nó rất là căng. Cò hấp bia cho các bạn xem nhá. Thì đây là nguyên liệu cò mình đã làm sạch rồi. Đây là nguyên liệu của mình, gồm có là gừng và sả. Cho sả này là tí mình sẽ nhét vào bụng cò cho thơm, và một quả ớt và gia vị. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành ướp cho các bạn xem nhá. Có bia thì không thể nào thiếu bia được các bạn ạ. Thì đây là 2 lon bia của mình nhá. Thì mình sẽ đổ vào để hấp. Bây giờ mình tiến hành ướp đã. Bây giờ mình sẽ ướp cho đường vào. Chúng ta cho 2 thìa đường vào, cộng với 1 thìa bột canh. Cho ít bột canh thôi, thì mình đã có nước mắm rồi. Cộng với 1 thìa nêm. Chúng ta cho ớt vào, cho nước mắm vào nữa các bạn ạ. Chúng ta khuấy đều, bát nước trộn vào lên. Bây giờ ta sẽ ướp cò nhá. Rồi chúng ta đổ vào nước.
ướp này vào. Chúng ta tiến hành đảo lên. Chúng ta chỉ cần đợi 15 phút là có thể mang ra hấp được rồi nha các bạn nha. Đây các bạn ạ, mình đã nhét hết sả vào bụng cò rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy những cái tận dụng những cái lá sả này, mình sẽ buộc bụng cò vào để tí khi hấp nó sẽ sả nó sẽ không bị rơi ra nha. Đây các bạn nha. Mình đã lấy lá xả để buộc vào rồi, bố hết bụng vào rồi để tí nữa vừa một phần hấp sẽ bụng được gọn hơn, hai là nó đỡ bị bung xả ra. Rồi mình tiến hành đặt vào để hấp cò với bia nha các bạn nha. Đây các bạn nha, mình đã xếp được cò vào đây rồi, rồi mình sẽ tiến hành đổ bia vào. Mình chỉ cần đợi vung vào mà mang ra hấp thôi các bạn ạ. Đây các bạn ạ, mình đã bắc nồi lên để hấp rồi nhá. Thì các bạn biết vì sao mà ở trên vung nó lại có tàu lá chuối như kia không? Là vì mình cho tàu lá chuối này vào để cho nó giữ nhiệt khi mình hấp cò nhá. Thì tí nữa chín thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhá. Đấy các bạn ơi, cái cò của mình đã chín rồi nhá, nó bốc hơi rất là thơm rồi. Các bạn nhìn thịt là rất là vàng rồi. Bây giờ mình sẽ bắc ra để cho cả nhà mình cùng thưởng thức bữa tối nhá. Thì mình cũng xin dừng video tại đây để mình đi ăn cùng gia đình mình. Nếu bạn nào có gì thì bình luận ở dưới video này nhá. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Thơm quá nhỉ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.